Xin chào các bạn, thì hôm nay mình tiếp tục làm cái review cái bếp phun xương 5 hướng nha, 5 hướng 1 cam. Thì đây đang là áp là 1.8, 1.7 ha. 1.7. Mình sẽ xem coi thử nó phun như thế nào. Đây. Thì cái này là nó chỉnh được cái họng phun của nó. Mình có thể vặn được ha, các bạn thấy là một cái tia nó phun thẳng xuống dưới không, như vậy thì mình có thể chỉnh được, mình chỉnh được cái này để cho nó bung tỏa hoặc là phun thẳng nha. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó bung tỏa hết thử xem nó xem như thế nào. Có một cái tắt luôn rồi phải không, chỉnh lại cho nó phun. Không thì tắt cái van này trước cái đợt này. Đó, sau khi mình chỉnh ra thì nó bung xòe ra như vậy. Thì cái độ xương của cái bếp này á là nó không có ô hết nước hả? Sao không tắt cái van nhỏ này nè, tắt cái van này là lát nữa phải chỉnh áp lại. Cái độ xương của cái bếp này là không có xương bằng cái bếp 4 hướng nha. Cái này là bếp 5 hướng đó. Phun cái hạt đó. Như thế này thì chế độ áp này thì lại là đang là áp cao. Bây giờ mình sẽ quay cái đồng hồ cho các bạn xem này. Áp ở đây là hiện tại là đã lên tới hơn 2 kg rồi. Thì nó mới phun xương được nha. 2 kg rưỡi, 2 kg 6 ha. Đây. Phun mới xương được. Đó. Thì nếu mà mình chỉnh lại áp là 2 kg, dưới 2 kg thì nó sẽ phun không có xương nữa. Đấy. Thì mình review để anh em xem cái bếp này nó như thế nào ha. Thì cái đầu cam này là mình có thể chỉnh được ha, chỉnh được cái phun như thế nào. Đây mình quay một vòng cho các bạn xem. Đó. Thì mình đã review xong cái bếp này ha, bếp phun xương 5 hướng hạt lớn ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.